Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng xem cảnh con máy xúc Yanma Bio 70 này đang đi đào một cái đường kênh thoát nước. Đấy, phía trước trong ảnh nhỏ của các bạn đây là một đoạn bờ kênh đã có sân các bạn ạ. Thì phía bên trái của các bạn đây là một công trình đang được thi công. Đấy. Lúc này thì công trường họ đang muốn sửa sang lại cái đoạn thoát nước này bằng những cái cống to hơn, vì vậy nên là toàn bộ cái phần cống cũ của ngày xưa sẽ được phá bỏ đi để thay vào đó là những cái cống hộp to hơn để giúp cho nó dễ dàng thoát nước hơn mỗi khi có những cái trận mưa lớn các bạn ạ. Và ngoài ra nó còn cung cấp cho hệ thống tưới tiêu cho những cái vụ mùa tiếp theo. Toàn bộ cái phần gạch khi mà phá cái bờ kênh nhỏ phía trước được quăng ra bên này để làm một cái bệ đứng khi mà con máy này nó hạ cống đấy. Đấy, xung quanh đây toàn là bùn thôi các bạn ạ. Đấy, toàn bộ là bùn vì đây nó là một cái ruộng mà. Để có thể đào được một cái mương nó chuẩn, nó đẹp thì hiện tại bác tài của chúng ta đang dùng những cái phần đất khô để chắn cái phần nước không có chảy vào bên trong lòng của con máy để giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn cái cao độ để đào. Bốc khói luôn. Đập lên nên là cực kỳ khoai luôn. Cái giống gạch mà nó ngâm nước thì nó lại cực kỳ chắc các bạn ạ. Đi làm cho công trường mà nhất là đi làm ở những cái nơi đồng không quanh không một bóng người thế này thì không khác gì một cái cảnh tuyệt vời các bạn ạ. Làm ở trong nhà dân như đi đào móng thì toàn phải làm ở cái địa hình chật hẹp, ngoài ra thì rất là bụi bặm và đông người, khi làm cần phải chú ý và quan sát khá là nhiều dẫn đến chúng ta rất là vất vả. Nhưng mà đi làm cho công trường, nhất là những cái nơi địa hình rộng rãi và những cái nơi gọi là đồng không mông quạnh như thế này ấy, thì cực kỳ là mát mẻ luôn. Mùa này vào tháng này ở ngoài Bắc thì đã bắt đầu đi làm cho công trường nhiều hơn là đi làm cho dân các bạn ạ. Đi làm cho dân thì hầu như chủ yếu hai cái tháng đầu năm là nhiều nhất thôi, còn hầu như là những cái tháng tiếp theo là máy lại chuyển giao đi làm cho bên công trường nhiều hơn. Đấy, cái số gạch hồi nãy quăng ra giúp cho máy nó có cái bệ đứng được này. Đấy, đứng thẳng không ăn được thì phải đứng theo kiểu chéo các bạn ạ. Đứng chéo thì mới có thể cậy toàn bộ cái phần cái tường gạch này lên được. Quá lầy luôn. Đang làm ở trên khô ráo mà cho đi làm bùn lầy thì không
ai thích tí nào. Đấy, nhiều khi con máy vừa được rửa giấy vệ sinh xong, bây giờ lại phải đi làm bùn. Chưa thể lên được. Bộ cái phần kênh thoát nước này thì được đào thẳng nối với cái đầu của cái mép cống đã hạ sẵn rồi đây. Các bác kỹ thuật đang tiến hành đo cao độ để giúp cho máy có thể dễ dàng lấy cái mặt phẳng dưới cái đáy cống ấy. Về cơ bản thì máy nó đã đào tương đối rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ cần đo cao độ chuẩn để bắt đầu gạt tạo thành một cái mặt phẳng nữa là xong.
đào một cái đường lương thoát nước này nó cũng rất là nhiều công đoạn, công đoạn đào này, công đoạn san đất này, công đoạn rải nền này, sau cùng nó là mới hạ những cái chiếc cống xuống. Cái này là những cái đốt cống nối nên là không cần phải đào thẳng, chỉ cần đào rộng ra hạ xuống là được. Đấy, như vậy là bác tài của chúng ta đã đào xong một cái đường thoát nước, bây giờ phải chờ đợi các bác công nhân lót nền, sau đó sẽ tiến hành hạ những cái đốt cống xuống kia để đấu nối giữa cái đường cống ngang và một cái đường cống thoát nước ruộng này các bạn nhé. Ở video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần tiếp theo.